Hôm nay ngày 4 tháng 7, đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 đã chính thức diễn ra trên khắp cả nước. Tại trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, từ sáng sớm các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã có mặt chuẩn bị đảm bảo cho một buổi thi thật suôn sẻ. Đến khoảng 6 giờ 15, thí sinh đã tập trung đông đúc trước cổng trường và dần dần tiến vào trường để gửi đồ. Đa số các bạn chuẩn bị hành trang khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều trường hợp quên giấy tờ, bút viết, máy tính hoặc đem quá nhiều đồ không cần thiết. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Lệ đến từ đội văn thanh FPU Zone, trực thuộc đoàn thanh niên Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Ngay lúc này đây, mình đang đứng trước cổng trường và các bạn thí sinh thì đang rất căng thẳng trong phòng thi. Còn các vị phụ huynh bên ngoài hẳn cũng đang rất lo lắng. Chúng ta hãy cùng nói chuyện với một vài vị phụ huynh bên ngoài cổng trường. Cô có lo lắng về kết quả thi của em? Rất là lo, chứ cô lo còn hơn cả nó, nhưng mà không đủ lộ. Chị sợ gì thi nó bị áp lực. Để cho nó thật rất là thoải mái, coi như là cứ ăn một nó không. Con cứ đi hôm sau á, con cứ đi được, nó được, có nhập lại cũng được. Cố nói như vậy, cộng đồng thì rất là lo. Thế chị có lo lắng về kết quả của em không ạ? Không lo lắm, tại bé làm bài cũng khá là tốt. Em có gặp tâm lý gì trước khi những ngày thi này không? Không, thấy bình thường á. Dạ. Tại vì gia đình cũng tạo tâm lý thoải mái cho bé từ lúc ban đầu á. Cho nên em đi thi khá là bình. Bây giờ thì môn thi đã kết thúc và các bạn thí sinh đang dần bước ra khỏi cổng trường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem hôm nay các bạn đã làm bài thi như thế nào nhé. Em đánh giá đề thi hôm nay như thế nào? Dạ, thưa chị, thì đầu tiên lúc mà nhận đề thì em cũng hơi bất ngờ. Tại vì đề thi năm nay không có phần tự chọn như mọi năm. Nhưng mà chắc có lẽ là năm đầu ra phần bắt buộc như thế này cho nên em thấy các câu cũng khá dễ, không có quá bắt bí. Em thấy câu nào khó nhất và câu nào dễ nhất phần nào? Câu khó nhất là câu hình học đồ bị ý đi test, với lại là câu bất đẳng thức và câu hệ phương trình. Thế bài làm của em đây có tốt? Thấy mình đã được bao nhiêu điểm? Em nghĩ chắc khoảng 70%. Em thấy đề thi năm nay có khó hơn năm ngoái. Đề thi năm nay học sinh có phần loại được học sinh. Ý là nó có dễ không? Dễ thì quá dễ, khó thì quá khó. Đề năm nay thì em thấy dễ. Dạ, dễ với thầy cô giáo viên. Với phần chúng em thì khá là căng. Làm thì cũng lụi khá nhiều. Ngày 5 tháng 7, thí sinh tiếp tục đến với môn thi cuối cùng là môn hóa đối với khối A hoặc ngoại ngữ đối với khối A1. So với hôm qua, thời tiết mát mẻ dễ chịu thuận lợi hơn cho các bạn thí sinh, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi và cả các cô bác phụ huynh chờ con ở ngoài cổng trường. Những thí sinh đầu tiên hoàn thành đợt 1 kỳ thi đại học đã xuất hiện. Cùng tìm hiểu xem sĩ tử đánh giá như thế nào về đề thi hóa và ngoại ngữ nhé. Dễ hơn lý qua nhiều. Thế em đánh giá về bài làm của mình như thế nào? Dạ, chắc sai khoảng 3-4 câu. Đề này vừa tầm với học sinh. Có khó này năm ngoái không? Dạ cũng dễ hơn năm ngoái một tí. Và đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 đã kết thúc một cách tốt đẹp. Thay mặt những người thực hiện chương trình đồng hành cùng kỳ thi tuyển sinh đại học 2014 Đại học Ngoại thương cơ sở 2, FPUZone xin được chúc mừng tất cả các bạn thí sinh vừa hoàn thành một kỳ thi cam go và quan trọng. Chúc các bạn sẽ đạt được những kết quả mà mình mong muốn. Hẹn gặp lại các bạn ở đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngày 8 đến 10 tháng 7 năm 2014. Và đừng quên đón xem clip đồng hành tại facebook.com/đoiphatthanhFPU. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.